Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay ngày 10 tháng 7 mọi người ơi, Liên Quân cho cập nhật một cái sự kiện gọi là hết sức gọi là quá đã luôn em ơi. Ai ai cũng thể nhận được quà hết em ơi. Đó chính là sự kiện nâng cấp bậc VIP và cũng như là nhận quà từ những bậc VIP mà anh em đã tiêu tốn nguồn huy từ đó đến giờ nha. Mà bây giờ mọi người tin được không? Từ đó đến giờ mình cứ nghĩ đâu, mình nạp ít lắm, ai dè đó nhìn lại. Choáng váng mọi người ơi. Trời ơi, mọi người coi nè. Chu cha, tôi nhìn thấy hoang mang luôn á. 17.538 quân huy. Trời ơi, tôi chơi tính ra tôi chơi từ năm 2018 hả? 2018 đầu 2018, 6 năm rồi. Ui dồi ôi, 17.538 quân huy là suy ra cũng hơn 8 củ mọi người. Hơn 8 củ. Trời ơi, quá phê luôn mọi người ơi. Thì cái một xem đặc quyền này á mọi người, nếu như mà mọi người VIP 7 á thì mọi người sẽ được 5 vé quay thời không nè, màu khung nè, skin Illumia nè. Mấy cái skin này á là gà rán sẽ gửi vào trong cái tủ đồ của các bạn luôn nha, cho nên các bạn sẽ không cần phải nhận ở một thư gì cả, cho nên các bạn cứ yên tâm. The tides are my tentacles. Cái này mọi người, nếu như mà các bạn được VIP 7 á, là các bạn sẽ nhận được full toàn bộ những phần quà của VIP khác luôn, như là VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6 là các bạn nhận full hết luôn nha. Đi này nọ cái kiểu luôn nha, màu chat đầy đỏ luôn. Nếu như mà các bạn ở VIP 1 thì các bạn được skin này. Đó, còn đây là tiêu quân huy nè. Đó, thấy không? Tiêu 60 quân huy. Đây. Đây chính là cái sơ đồ của mình. Khung VIP đồ quá đẹp luôn các bạn ơi. Level cái gì à, VIP 7 nè, hiện khung ở đây luôn nè, quá đã không? Skin Illumia nè, hiện tại là nick mình 402 trang phục mọi người. Đó, mình mới nạp tích lũy hè mình mới lấy được cái giấy cuộn tuyệt sắc này nè. Hiện tại thì mình đang có 186 vé mọi người ơi. Thử này, đây coi coi. Nhưng mà 2S hả? 2S này là 2S này, 2S rồi. Còn cái heo luôn mọi người ơi. Đẹp đấy. Cái heo. Hình nó cũng đẹp. Giống như là thêm những cái hiệu ứng rồi, cũng như là thêm âm thanh này nọ, nói chuyện này nọ, cũng đẹp mọi người. Quá đẹp. Hiệu ứng này là không bao giờ mình xem. Mũ quạt quá đẹp. Hiệu ứng này quá đẹp. Không biết mang vô rank nó có khiến mấy ông nội kia bị lắc, giống như skin đặc quyền gì mà 3S của Illumia không ta. Skin đặc quyền gì à, Thái Huyền Chiến Hậu mọi người. Đẹp đấy. Đấy.